Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì phiên hôm nay thị trường chúng ta lại tiếp tục nằm trong ở vùng 1055 anh chị. Đấy, 1055 cộng trừ. Cụ thể là hôm nay là 1055.02, tăng 0,1% thôi. Nó tăng tăng điểm giống như phiên hôm qua cũng tăng 0,1% này, làm tròn anh chị nhé. Thì hôm nay cũng lấy 0,1% này, tức là mức độ tăng điểm nó không nhiều. Nhưng mà phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đạp xuống cái chỗ đường trend tăng này, đường tăng trung hạn này, sau đó cũng kéo lên. Nhưng mà cái khác của phiên hôm nay thì chỉ thấy đang thanh khoản nó cũng lớn, nhưng mà là nó tăng giá là không nhiều. Thì sau phiên thứ 6 tuần trước đạp với biến độ rất lớn, khối lượng lớn, thì phiên hôm qua đầu tuần và phiên hôm nay thì hai phiên mà có biến độ dao động là chúng ta thấy là nó rất là bé. Biến độ là chúng ta thấy là nó loanh quanh đâu có 2-3 điểm thôi, 2-3 điểm đấy, nó không nhiều. Và nó đã hình thành ba phiên này thì hai phiên hôm nay thì nó đã hình thành một cái vùng giằng co đấy. Vậy thì thị trường nó đã cái rủi ro thì nó đã đi qua hay chưa, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị có một chiến lược. Thì hôm nay nó dao động trong cái vùng mà chúng ta đã vẽ hôm qua đây anh chị này. Đấy, mình cho to lên anh chị nhé, mình cho to lên nó để anh chị quan sát cho nó dễ. Đấy, anh chị nhìn nó dễ đấy, thấy chưa? Như vậy hôm nay nó đóng cửa ngay đường MA 150 đấy, ở phía trên của cái nền, và tăng 0,1%. Khối lượng giao dịch nó khá lớn nhưng mà mức độ tăng giá nó không nhiều, và nó vẫn đang nằm trong cái vùng giằng co mà chúng ta có nói là gì ạ. Ở đây mình vẽ lại một tí đấy, thì là nó tức là hôm qua chúng ta có vẻ là nếu mà nó nằm trong, nó đi ngoài cái biên vùng vùng này gì thì 1050 ở 1053 đến 55 này á, tức là hôm qua chúng ta vẽ này mình xóa này nhá. Đấy, thì mình nói là nếu như nó tiếp tục đi ngang ở vùng này ấy, đấy, mức độ tăng điểm 0,1, 0,2 rồi giảm 1, 0,1 giảm 0,2 năm nó biến này, thì anh chị hết sức cẩn thận, anh chị hết sức cẩn thận đấy. Còn nếu như nó kéo lên MA20 thì kệ nó, cho nó phải test lại, nó phải có quá trình test lại với khối lượng nhỏ, biến nhỏ thì chúng ta mới ok được. Hiện tại thì như thế này á, thì hôm nay là mới phiên thứ hai trong cái tuần giao dịch này, tức là hôm nay ngày thứ ba gì nhá, nhưng phiên giao dịch thứ hai trong tuần, thì khả năng cao lên nó chúng ta thấy rằng là tuần này nhiều khả năng nó có break được khỏi vùng đỉnh tam giác này không, hay là đầu tuần sau á. Nhưng mà hiện tại thì sau phiên thứ hai chúng ta vẫn thấy rằng là thị trường vẫn đang nằm trong cái vùng dao động của cái này là đường cành trên này là đường trend giảm dài hạn đấy, và đường trend tăng trung hạn ở đây thì nó đang tiến dần về cái đỉnh tam giác này. Thì với một cái chiến lược giao dịch về yếu tố phân tích kỹ thuật thì anh chị lưu ý rằng là khi mà giá dao động về ở đỉnh của một tam giác đây, vùng giá đỉnh một tam giác á, thì thường nó sẽ không có một công cụ nào có thể bảo phân tích được rằng là chắc chắn được rằng là thị trường sẽ đi lên hay là thị trường sẽ đi xuống. Mà thường trong một cái biên độ dao động về vùng thiết chặt về đỉnh của một tam giác á, thì nếu những chuyên nghiệp thì người ta thường không giao dịch, người ta thường không giao dịch trên diện, người ta phải chờ phiên break khỏi break khỏi đường trend tăng này á, thì người ta sẽ ra short đấy. Còn nếu break khỏi đường trend giảm này á, thì người ta sẽ mua mua cổ phiếu đấy. Thì đó là chiến lược với một cái biến như thế này, thì chúng ta thấy là phiên hôm nay nó trong một biến như thế này, thì quan điểm cá nhân của mình thì nó vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro. Và nếu như trong cái vùng giao dịch này, thì nếu như lượng cổ phiếu, nếu như giai đoạn này anh chị có tham gia, thì quan điểm của mình là anh chị nên giữ một cái tỷ trọng nó vừa phải để phải đảm bảo an toàn đấy. Thì đó là về chiến lược của thị trường phiên hôm nay. Còn nếu như mà nhìn thế này, thì hiện tại á, thì phiên ngày kia là phiên thứ năm á, thì anh chị thấy đang là một phiên đảo hoàn phá sinh, và phiên đảo hoàn phá sinh thì thường nó cũng có những cái diễn biến là khá mạnh vào trước phiên đảo hoàn phá sinh, có thể là bắt đầu từ ngày mai rồi là nó đã có những cái diễn biến rồi đấy. Thì nếu như mà nói về yếu tố tâm lý của thị trường chứng khoán thế giới, ta lấy đại diện như chỉ số Dow Jones á, thì anh chị nhìn ở đấy nhá, nói với màu hình đến nay á, thì quan điểm cá nhân của mình thì khả năng đêm nay sẽ là một đêm giảm điểm, sẽ là một phiên giảm điểm đấy. Thì nếu như nó một phiên giảm điểm, một phiên đảm giảm điểm của Dow Jones, thì khả năng nó sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là trước cái phiên giao dịch phái sinh nữa đấy. Còn nếu như mà nó đã dồn mà nó ok được, thì mình cho rằng là nó có thể đấy nhá, nó có thể là nằm trong cái vùng biên này, gì tích lũy trong cái vùng biên này này đấy.
nó nằm trong biên này. Vì sao như vậy? Thì nếu như mà nó ok thì nó phải nằm dao động trong vùng này, bởi vì đây là một cái vai hay gì này, đây là một cái vai, còn đây là một cái đầu này, còn đây là một cái vai. Thì nếu tích cực thì nó phải tích lũy trong vùng này, đấy, vùng biên này thì nó ok. Còn sạc suốt đề đêm nay nó giảm điểm á, thì mình đánh giá là nó sẽ khá cao. Mình không chắc chắn được 100% nhưng mình đánh giá là khá cao anh chị nhá. Đấy thì do đó là nó cũng có thể là nó có thể là phiên ngày mai và phiên ngày kia nó có thể là tạo ra những cái tâm lý nó sẽ dao động ở trong vùng này. Đấy, thì do đó như phiên hôm nay thì ví dụ như mình chẳng hạn thì dòng chứng khoán là mình mua phiên thứ sáu tuần trước á, ví dụ như là FTS, CTS và HCM, tí nữa phân tích dòng chứng khoán mình sẽ nói qua với anh chị vì sao mua thì anh chị thấy rồi. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ về cơ bản hôm nay về cơ bản là phải hạ 1/2. Đấy, thì cái đó là cái chiến lược giao dịch. Còn nếu như anh chị tính mà tính cầm xa thì mình không nói, đó là về yếu tố thị trường của phiên hôm nay thì mình đánh giá như vậy. Và quan điểm của mình thì phiên ngày mai khả năng nó vẫn tiếp tục dao động trong vùng này. Đấy, còn nếu như kéo lên vương được lên vùng 1060 5860 để mà chạm MA20 ở đây thì mình đánh giá sẽ không cao, sẽ không cao cái gì nhé, sẽ không cao, xác suất này sẽ không cao. Và xác suất để mà đi ngang ở đây thì nó sẽ cao hơn, sau đó có thể là có những phiên mà nó có thể điều chỉnh giảm xuống ở phiên dưới này. Tất nhiên ở đây mình chia sẻ là góc nhìn phân tích quan điểm cá nhân của mình, anh chị cần lưu ý như vậy. Nếu như mà nó mà đánh hẳn khỏi giảm đánh mất cái đường trend tăng trung hạn này á, thì nó có thể test về vùng đáy này, nhìn này, vùng đáy 1025 này, 1020 vùng này. Đấy, nó có thể như vậy. Đấy. Và nếu như nó test về vùng này thì chúng ta theo dõi thêm. Tất nhiên thì ở đây thì mình đang hiện tại chúng ta đến đưa ra cả kịch bản là gì, mình không đoán được thị trường lên hay xuống hay đi ngang. Và vấn đề của chúng ta là nếu thị trường mà đi ngang thì chúng ta nên làm gì, và nếu thị trường mà giảm xuống đấy thì chúng ta nên làm gì, và nếu thị trường mà tiếp tục đi trong đỉnh tam giác này chúng ta nên làm gì, và nó break lên ở đấy thì chúng ta nên làm gì. Đấy, thì đó là chúng ta nên follow và chúng ta nên hành động phù hợp với những diễn biến của thị trường thôi anh chị nhé. Còn mà mình khẳng định là anh chị là khi thị trường mà nó tiến về cái đỉnh của tam giác thì nó sẽ không có một công cụ nào chúng ta có thể phân tích được. Đó là về phiên thị trường hôm nay thì chúng ta có một nét lưu ý như vậy. Còn nếu như mà anh chị nhìn ở biểu đồ khung chart 1 giờ đấy thì mình phân tích cho anh chị một số cái lưu ý. Đấy, thì ở đấy hôm nay anh chị thấy rằng là nó đã có một đáy MACD. Chart 1 giờ anh chị nhé. 1 giờ thì một phiên như vậy nó sẽ có 5 cái nến. Và chúng ta thấy được rằng là nó đã có một đáy MACD ở đây. Đấy. Và chúng ta sẽ chờ nếu như ở đây anh chị này. Nếu như nó lên thế này này. Rồi, nó vòng lại một lần nữa này. Đấy, sau đó nó lên thế này này. Đấy, thì kiểu như vậy thì chúng ta sẽ có đáy số 2. Khi đó chúng ta sẽ có đáy số 1 ở đây này. Đáy số 1 đây anh chị này. Và khi đó chúng ta sẽ có đáy số 2 đây. Và khi đó chúng ta sẽ có gì ạ? Một đáy, hai đáy. Đấy, thì như vậy thì nó sẽ ok hơn. Và khi đó chúng ta sẽ mua khi mà MACD cắt lên đường tín hiệu một lần nữa và có đáy thứ hai thì chúng ta mua sẽ an toàn hơn. Đấy, đó là về chiến lược giao dịch ở khung chart 1 giờ. Đấy. Còn sau khi mà chúng ta đã mua được thì chúng ta chuyển sang chart 1 ngày thì chúng ta theo dõi hàng nào về mà chúng ta đã có lãi, hoặc là chúng ta hàng nào về chúng ta thể quan sát được chart 1 giờ. À, xin lỗi, 1 ngày để chúng ta có những quyết định để chúng ta có thể nắm giữ hay là bán cổ phiếu vân vân. Đấy, thì đó là về chart 1 giờ. Thì như vậy thì nó đã có một cái tín hiệu tích cực là đã có một đáy MACD. Và đường MACD thì có tín hiệu là như có tín hiệu để cắt lại đường tín hiệu. Đấy, còn một nét tích cực nữa là chúng ta thấy được là như nào, MACD histogram thì đã có một chấm xanh ở đây, tức là nó đã vượt quá đường không. Đấy là những cái nét tích cực. Còn nét không tích cực thì MACD vẫn đang còn nằm dưới đường tín hiệu, và đường MACD thì nó vẫn đang nằm dưới đường không. Đấy, đấy là nét không tích cực. Nét không tích cực nữa là anh chị thấy rằng là mặc dù là phiên hôm qua là có 5 cái nến và phiên hôm nay có 5 cái nến, tuy nhiên 10 cái nến của phiên hôm qua là phiên thứ hai và hôm nay là phiên thứ ba, thì anh chị thấy rằng là cả 50 cái nến của hai phiên thì nó vẫn chưa thoát được khỏi cái nến cuối cùng, một cái nến với biến rất lớn, khối lượng rất lớn của cái nền cuối cùng ở phiên ngày thứ sáu tuần trước. Đấy, thì đấy là nét không tốt. Đấy, thì như vậy thì đó là nét không tốt. Còn cái nét tích cực là chúng ta thấy là vẫn có một yếu tố gì tích cực sau hai cái nến của phiên hôm nay, đó là gì? Dòng tiền khá ổn. Đấy, thì đó là hai cái nến của hôm nay. Thì tổng chung quý thì nếu như nét nói với chẹt chặt 1 giờ thì anh chị thấy rằng là chúng ta thấy rằng là những cái điểm xấu nó vẫn nhiều hơn so với những điểm tốt. Đấy, thì đó là chặt 1 giờ anh chị nhá. Còn nếu như chặt 1 ngày thì lúc nãy mình có phân tích với anh chị rồi. Thì nếu như chặt 1 ngày thì nó là cái điểm xấu nó khá nhiều hơn.
Nhiều hơn ở chỗ là anh chị thấy rằng là nhá, hôm nay là một cái phiên mà nó rút chân à, nhưng tăng điểm lại không nhiều, 0,1%, anh chị biết rồi, cụ thể là 0,11 đúng không ạ? Và chúng ta thấy là một cái phiên mà khối lượng thì tăng hơn so phiên qua nhưng mà giá không tăng, là không tăng hơn, cải thiện không nhiều, là thứ nhất. Thứ hai nữa là MACD histogram thì nó vẫn đang nằm dưới không, và hôm nay là một chấm, tiếp tục là một chấm đỏ cao hơn phiên hôm qua. À, nét tiêu cực tiếp theo nữa là anh chị thấy rằng là MACD ở khung chart ngay, à, nó đường MACD thì nó vẫn đang nằm ở dưới nè, ở dưới đường tín hiệu, và cái góc này giữa đường tín hiệu đường MACD là vẫn đang còn khá rộng, do đó khả năng để bắt lên là sản xuất này chưa cao. Thế thì đó là những cái nét như vậy. Nhưng mà tổng quan chung thì mình vẫn cho rằng là à, tập tập hợp những yếu tố như vậy thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái tiềm ẩn rủi ro ở vùng này là mình đánh giá vẫn khá cao. Đấy, thì đó là về yếu tố thị trường anh chị nhá. Đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái dòng. Mình lấy ví dụ như dòng chứng khoán, thì mình lấy ví dụ như con HCM thì mình mua phiên thứ sáu vừa rồi. Cái này là mình nói có sách máy có chứng anh chị nhá. Đấy, vì sao? Thì anh chị thấy rằng là nó đã có một đỉnh ở vùng này. Thì cái chiến lược mà mua như thứ sáu vừa rồi á, thì anh chị thấy rằng đây là một chiến lược mua, gọi là chiến lược mua gọi là đánh hai đỉnh. Đánh hai đỉnh tức là khi cổ phiếu có quá trình phục hồi đi lên thì nó có một đỉnh thứ nhất á, thì nếu như nó có điều chỉnh nhá thì nó cũng sẽ khả xác suất cao là nó sẽ có một hình thành một đỉnh số 2. Đấy, thì anh chị thấy rằng là nó có quá trình điều chỉnh về gặp MA20 đấy. Đấy, thì mua phiên thứ sáu vừa rồi thì là hôm nay hàng về. Đấy, anh chị thấy là nó khá ok. Thì như hôm nay thì về cơ bản như mình thì một số người họ sẽ chốt hết, một số người thì họ chốt 1/2 tùy vào chiến lược. Đấy, mình như bảo là anh chị nên hạ tỷ trọng, cánh nhìn nhịp kéo như thế này là chúng ta nên hạ bớt tỷ trọng, có thể là bán 1/2 hoặc là bán hết tùy anh chị. Đấy, thì đó là một chiến lược là vì sao muốn là nói như vậy. À, một cổ phiếu nữa mình phân tích những cổ phiếu mình có anh chị nhé, còn nếu như những cổ phiếu không có là mình phân tích là thành ra là nó chém gió kiểu vượt đuôi, mình không thích. Ở đây là anh chị thấy là vì CTS vẫn có cùng mua phiên thứ sáu vừa rồi. Đấy, thì anh chị thấy đang sau quá trình đi lên nó sẽ tạo một đỉnh số nhất ở đây, và sau quá trình điều chỉnh nó, khi điều chỉnh thì thường chúng ta sẽ không mua đúng đáy anh chị nhé, chúng ta sẽ mua phiên thứ sáu vừa rồi, thì anh chị thấy là nó gần MA20 thì nó có xu thế là bật lên để tạo đỉnh số 2. Tất nhiên đỉnh số 2 ở đây có hay không chưa biết, nhưng chúng ta thấy rằng là sạc cho chúng ta thua lỗ nó sẽ là thấp. Đấy, và như chiều hôm nay hàng về chúng ta thấy rằng là nó một cái mức độ tăng giá là nó khá ổn, được chưa? Thì như hôm nay tôi cũng có nhiều anh chị nó bán, họ bán 1/2, một có anh chị thì bán hết. Đấy, thì đó là chiến lược đúng không ạ? À, rồi là ví dụ như FTS cũng vậy, cùng mua phiên thứ sáu vừa rồi nhưng mà FTS thì lại không được nhiều bởi vì mua hơi cao, nhưng hôm nay nó tăng trần, nhưng mà anh chị thấy rằng là cái chiến lược của nó là như vậy. Thì về tổng quan chung bày thì bây giờ đối với dòng chứng khoán anh chị có hàng á thì nó tùy chiến lược. Mình thì khuyến khách hàng thì một là bán 1/2 hạ bớt, hai nữa là anh chị muốn bán thì bán. Đấy, còn vì sao thì anh chị thấy rằng là sau một phiên mà tăng trần á như CTS hôm nay có BSI tăng trần này, FTS tăng trần, hai cổ phiếu tăng trần đúng không ạ? Đấy, nhưng mà anh chị thấy rằng là mình sẽ phân tích BSI mình không có, cho nên mình sẽ không phân tích, nhưng mình phân tích con CTS. Anh chị thấy rằng những phiên này, anh chị thấy rằng là một cái phiên mà nó quá trình rũ bỏ và nó có phiên tăng trần ở đây, khối lượng khá ổn. Đấy, nhưng mà sau phiên tăng trần này anh chị thấy rằng là nó tiếp tục giảm và đi vào quá trình tích lũy. Tất nhiên ở đây là mình nói cái cách thức vận động, cái con bối cảnh của mỗi giai đoạn nó sẽ khác nhau anh chị nhé, khác nhau. Đấy, anh chị lưu ý. Đấy, thì nó sáu phiên tăng trần không hẳn là nó đã thành công. Đấy, anh chị thấy chưa? Và nó có thể có quá trình tạo đỉnh ngắn hạn. Đấy, anh chị thấy chưa? Như vậy thì cổ phiếu này nhiều khả năng, ví dụ có một kịch bản nữa là phiên ngày mai nó có thể là kéo lên vùng 18.000 ở đấy, sau đó nó có thể là điều chỉnh tiếp đi vào quá trình tích lũy, đúng không ạ? Đây là một cái ví dụ. Nhiều quá trình anh chị, đây anh chị này. Đấy, như vậy. Sáu phiên này là một phiên tăng trần khối lượng lớn vượt đỉnh anh chị này. Đấy, vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn đấy. Đấy, và sau đó là anh chị thấy rằng nó kéo lên và bị áp lực bán lại, và sau đó nó đi vào quá trình điều chỉnh. Tất nhiên mình khẳng định lại với anh chị rằng là cái cách thức vận động thôi, chứ không, ở đây là ý mình muốn nói là cổ phiếu tăng trần, sáu phiên tăng trần chưa hẳn đã thành công. Đấy, khối lượng lớn anh chị nhá, nó tùy vào những diễn biến thị trường. Chính vì vậy mà khi phân tích cổ phiếu, phân tích tất cả mọi thứ thì thường là chúng ta thấy chứ nào, sẽ phân tích yếu tố thị trường, bởi vì thị trường nó là yếu tố quyết định đúng không ạ? Đấy, thì sáu phiên tăng trần thì nó cũng chưa hẳn là thành công, tất nhiên bối cảnh mỗi giai đoạn khác nhau. Giai đoạn này cũng vậy anh chị này, cổ phiếu đã đi lên có quá trình tích lũy đây này, nhưng mà sau phiên tăng trần có một thêm một phiên tăng nữa, sau đó nó sẽ đi vào quá trình điều chỉnh. Đấy, và điều chỉnh sau đó nó quá trình tích lũy và có một nhịp tiếp theo. Đấy, và quá trình vì sao mình sẽ cho đánh ngắn ở giai đoạn này là bởi vì cái quá trình tích lũy đấy chúng ta thấy là biến đồ nó rất lỏng, là thứ nhất. Thứ hai là khối lượng còn lớn, và thứ ba là quá trình tích lũy là còn trước họ, tức là khả năng là nó đi lên luôn đó, thì mình đánh giá không cao. Đấy, chính vì vậy mà mình cho hà bớt là lý do như vậy. Đấy anh chị nhá,
Đấy, tôi đọc về dòng chứng khoán là chiến lược như vậy thôi, ETF đồng vậy thôi anh chị. ETF anh chị xem lại tất cả lịch sử của nó mà xem. Đấy, sau phiên tăng trần chưa hẳn nó đã thành công. Đấy, và đặc biệt là quá trình tích lũy của nó là chưa nhiều. Đấy, và điều BSI cũng vậy thôi. BSI cũng vậy, anh chị người lật lại qua lịch sử đây, anh chị xem đây này. Đấy, được chưa? Quá trình tích lũy của nó còn ngắn và khối lượng phía trước chưa kiệt. Thì sau phiên tăng trần lý ạ, nó có quá trình đi ngang một số phiên, sau đó nó có điều chỉnh tiếp. Tất nhiên mình khẳng định lại anh chị một lần nữa là bối cảnh mỗi giai đoạn nó khác nhau. Đấy, nhiều giai đoạn anh chị ở đây vậy anh chị này. Đấy, đây cũng vậy này. Đấy, rất nhiều anh chị nhá. Đấy, thì đó là chiến lược giao dịch. Đấy, đó khi thị trường còn ở trong một thế là gọi như là trạng thái là gì? Thì một trạng thái là có thể nói là tiềm ẩn cái rủi ro ở đây. Đấy, thì đó là chiến lược. Còn một dòng nữa đó là dòng thủy sản. Dòng thủy sản thì con ANV thì hôm nay mình cũng bán 1/2. Hôm ANV mình bán 1/2, giai đoạn này mình tham gia anh chị biết rồi, mình có phân tích cho anh chị rồi. Đây lý do vì sao mua thì mình đã phân tích về đáy đủ các kiểu đấy. Con này hôm nay mình bán 1/2. Tất nhiên thì giá khi vượt 34.5 mình bán 34.5 mình không bán được giá trần này đâu. Còn con EDC thì mình là bán cắt lỗ này. Đấy mình bán cắt lỗ cổ phiếu nó kéo lên nhưng mà con này thì mình bán cắt lỗ này. Đấy nhưng mà cái chiến lược phân tích của nó là như vậy thôi nhỉ. Mình con ANV hôm nay mình bán 1/2 đấy. Đấy. Chiến lược vì sao thì mình đánh giá cái tổng quan mình đánh giá mình tôn trọng thị trường ở đấy anh chị nhé. Đấy do đó là mình bán 1/2 là lý do của nó là như vậy. Là ANV. Còn hiện tại đối với dòng thủy sản thì điểm vào là gần như không có nữa, gần như không có nữa anh chị nhé. Anh chị nên chờ thêm. Đó là về dòng chứng khoán mình nói quá rồi, về dòng thủy sản mình nói quá rồi. Như vậy hôm nay là hai cái nhóm ngành mà tăng rất là tốt. Đó là nhóm ngành thủy sản và nhóm ngành chứng khoán và một số cổ phiếu mang tính đầu cơ rất cao của dòng bất động sản, đúng không ạ? Bây giờ đối với dòng dòng thép thì mình vẫn giữ chiến lược hôm trước mình phân tích cho anh chị, tức là nó đã có một đáy ở đây và khối lượng ở đây chúng ta thấy có những cái tín hiệu tích cực và sau 3 phiên phục hồi thì nó vẫn chưa chạm được MA20. Thì nếu như quá trình cả phiên sắp tới mà nó test lại cái đáy này gì này, nó test lại cái đáy này và khối lượng tiếp tục nhỏ và sau đó có những phiên dấu ấn ở phía sau này chúng ta tham gia nó thấy ok hơn. Đấy thì đó là đối với dòng thép Hoa Sen rồi Nam Kim, cái chiến lược của nó như vậy thôi. Mình nói anh chị là nó nhiều khả năng nó sẽ kéo lên đây và nó sẽ có quá trình rũ bỏ tiếp theo để test cái đáy này một lần nữa và khi quá trình này khối lượng cạn kiệt và có xác nhận phía sau á thì chúng ta tham gia nó sẽ rất an toàn. Đấy, và chiến lược mình là phân tích anh chị rồi. Qua phá thì hôm nay nó ok hơn, vừa được MA20 và khối lượng như thế này thì nhiều khả năng nó sẽ có đánh test lại vùng đáy này nữa. Đấy, thì chúng ta chờ thêm. Khi test lại anh chị thường không nên mua. Đấy, thường không nên mua, chúng ta sẽ chơi phiên dấu ấn. Nói như vậy thì nó sẽ mâu thuẫn vì sao này, lúc này mình là nói là mua HCM rồi là ví dụ như CTS, FTS vừa rồi á thì đó là khi chúng ta đánh hai đỉnh và khi đó là thị trường nó trong một trạng thái nó khác anh chị nhé. Đấy. Còn hiện tại thì nó không còn cái điểm như vậy, trong thẻ anh chị nên chờ thêm, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ vẫn có những cái điểm sau này cả phiên sắp tới, có thể là cuối tuần này hoặc đầu tuần sau nếu nó nếu đạt, còn nếu không đạt thì chúng ta phải chờ thêm thôi, chúng ta phải đến theo dõi. Đó là đối với dòng thép. Ở dòng tiếp theo nữa là về dòng bất động sản, mình lượt qua với anh chị. Đó là nhóm bất động sản ở đấy thì những cái cổ phiếu mà nấy trên máy sàn như kiểu DG thì mình sẽ không tham gia. Đấy. Một số anh chị thì có tham gia nhưng mà anh chị thấy rằng là những cổ phiếu mà nó lỏng lẻo khối lượng lớn này và phiên thứ sáu vừa rồi thì sàn này hôm nay trần này, thì nếu như mà anh chị bán được giá sàn hôm thứ sáu tuần trước á và hôm nay anh chị bán thì anh chị cũng được 6% đúng không ạ, 6,9%, đấy gần 7% đúng không ạ, thì chúc mừng anh chị thôi. Nhưng thực tế là cổ phiếu nó dao động lỏng lẻo thế này thì mình thường là mình sẽ không chơi. Đấy, đấy thì đó đấy cơ. Còn xéo không vậy, con sale không vậy, thứ sáu vừa rồi là một phiên giảm là mấy ạ, giảm với 7,2%, hôm nay tăng lại 4,3 thôi. Thì nếu như anh chị thấy rằng là nếu như anh chị mà thấy là cổ phiếu nó dao động thế này nên tích lũy thì không có dao động khối lượng lớn thì mình thì những cổ phiếu như thế này mình sẽ không chơi, còn anh chị chơi thì anh chị nên theo dõi anh chị đánh giá thôi, còn mình thì mình sẽ không chơi. Đó là đối với trong bất động sản thì mình đánh giá quá như vậy thôi anh chị nhé. Có con đất xanh này, đất xanh không vậy này, khối lượng rất lớn là gì nhé, khối lượng rất lớn. Thứ sáu vừa rồi sàn hôm nay tăng cũng không mạnh, 2,8 thôi. Hôm nay chỉ còn DG là con này. Con này thì hơi tính đầu cơ nó rất cao anh chị biết rồi. Đó là về dòng bất động sản. Một cái dòng tiếp theo nữa là nhóm ngành xây dựng. Hôm nay cũng có những sự phục hồi thì mình đánh giá quá với anh chị. Ví dụ như con VCG. Anh chị thấy chưa? Nó chạm lên MA20 anh chị này, hôm nay nó kéo lên MA20. Nhưng mà khối lượng ở vùng này anh chị thấy lấy khối lượng rất là lớn. Là lớn. Là thứ nhất. Thứ hai này là vùng này còn rất là lỏng. Đây là nó lỏng dao động. Vì sao nó dao động thì dao động này đây là chính là tâm lý của nhỏ lẻ chứ không phải là tâm lý của tổ chức.
Và quá trình tích lũy từ đấy đến đấy, anh chị thấy sau khi phục cổ phiếu được phục hồi từ đáy lên đây là một quá trình phục hồi cũng rất là nhiều, thì nó cần phải có quá trình tích lũy rất lâu. Đó, những cổ phiếu này nó có vượt MA 20 hay là nó quay đầu test trở lại á, thì anh chị theo dõi xem thử là các phiên tới nó có khối lượng kiện xuống hay không, và biến đồ dao động ở đây nó chặt thì chúng ta sẽ tính thêm. Đấy, còn hiện tại như thế này thì mua như hôm nay thì mình sẽ không mua. Đấy, đó là đối với VCG. Rồi là HHV cũng vậy thôi. HHV anh chị thấy rồi, quá trình này nó khá giống với VCG, về bất động sản à, xin lỗi, về nhóm anh xây dựng là về cơ bản nó cấu trúc nó khá giống nhau. Và anh chị thấy rất là lỏng, dao động khối lượng lớn thì sau phiên phục hồi như thế này thì mua như thế này thì người ta không rẻ không mua. Và chúng ta phải chơi, một là nó vượt MA 20, nó test lại MA 20 tích lũy đến khối lượng nhỏ và biến chặt, xác nhận phía sau chúng ta tham gia ok. Hai nữa là chúng ta thấy là chơi còn nó rủ lại dưới MA 20 khối lượng nhỏ tiếp thì chúng ta lại tính tiếp. Và một cái lưu ý nữa là vùng này nó tích lũy mình đánh giá là nó chưa nhiều. Đấy, thì đó là về dòng xây dựng thì mình đánh giá qua. Trong nhóm hôm nay nó có liên quan đầu tư công thì còn cá B tương tự như vậy thôi. Đấy, hôm nay nó vượt MA 20 không thành công cái gì này bị bán lại này. Đấy, và nhiều khả năng bond này sẽ quay đầu trở lại tiếp về test tại vùng đáy này. Và khi nó quay lại test về vùng đáy này khối lượng nhỏ thì khi đó chúng ta sẽ tham gia, chúng ta sẽ tính sau anh chị nhá. Tính sau để tham gia. Hôm nay trong nhóm ngành này còn CTD là tăng rất trần, tăng trần. Nhưng mà sau tăng trần nên nó chưa hẳn thành công. Như lúc này mình phân tích nhau chứng khoán rồi. Anh chị thấy đang là biên vùng này nó khá lỏng này và khối lượng rất lớn này. Thì thường như thế này thì lên đấy thì áp lực nó sẽ bị bán nó sẽ rất là cao. Đấy, và khi gặp vùng kháng cự này anh chị thấy là vùng kháng cự khá dày. Đấy, vùng kháng cự khá dày. Đó là như phiên ngày mai có tăng được thì sáng phiên ngày kia nó phải có tính quay đầu giảm lại thôi. Đấy, còn do điểm mua như hôm nay thì không mua. Còn mà chiến lược mua những giai đoạn dưới này là mình đã phân tích cho anh chị rồi. Đúng không ạ? Đó là đối với dòng xây dựng. Dòng tiếp theo nữa là cả nhóm ngành bán lẻ. Bán lẻ thì hiện tại có Daisy Wood này thì nó đang quá trình hình thành tích lũy ở đây thôi. Cho nên anh chị chơi thêm. Đúng không ạ? Pẹt cũng vậy. Pẹt thì nó kéo lên nhưng mà anh chị thấy là vùng này đang còn lỏng, do đó chúng ta chơi xem được quá trình tích lũy tiếp theo như thế nào. FRT cũng vậy nhá. FRT cũng vậy. Thì trong giai đoạn này mình phải đánh giá con Daisy Wood với con Pẹt thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà hiện tại nó với điểm mua thì đang còn lỏng và khối lượng còn lớn và dao động thế này thì anh chị chưa vội. Đó là dòng bán lẻ. Thì cũng khá nhiều dòng anh chị, nhưng mà do yếu tố thời gian nữa, do đó có lẽ mình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi những phân tích nhận định của Tiến Lưu Stock. Cảm ơn anh chị và xin chúc anh chị luôn mạnh khỏe, đầu tư thành công. Video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.